Rất nhiều bạn nhìn thấy từ này và đọc là honest. Các bạn lưu ý từ này là một cái từ mà cái chữ H của nó là câm. Cho nên chúng ta sẽ không đọc là ho ho gì hết, mà chúng ta sẽ bỏ H đi, đọc là honest. Để nghĩa là chân thật nhé. He is an honest person. Một từ khác nữa các bạn hay đọc sai đó là từ giờ. Các bạn hay đọc là hour. Các bạn lưu ý cái chữ H ở đây cũng câm, mà ta đọc lại là giống như từ của chúng ta, hour. How many hours did it take? Tiếp đến chúng ta có cái từ người thừa kế là heir. Who's the heir to the fortune? Ai là người thừa kế đống tài sản này? Một từ khác nữa đó là từ honor, vinh dự, hoặc là động từ là vinh danh. Thì không đọc là honor nhé. Honor, honor. Ví dụ, they were very happy to be honored. Chỗ này mình thấy có phần ed, mình sẽ đọc thấy âm trợ ở cuối nhé. They were very happy to be honored. Từ cuối cùng ngày hôm nay đó là từ exhaust. Và chúng ta không đọc là exhaust, ok? Exhaust. Ví dụ, I was very exhausted. Một cái từ cuối cùng nữa đó thì không phải là exhibit mà sẽ là exhibit, trưng bày. Đó. Như vậy thì sơ lược chúng ta có tổng cộng là 6 từ mà các bạn cần phải nhớ trong ngày hôm nay, mà âm H của nó là không có đọc nha. Đầu tiên, honest. Tiếp theo, hour, honor, exhaust và exhibit.